Anh ơi, anh có thể nào lấy miếng khăn giấy anh để xương lên được không vậy? Anh để ra bàn rất là dơ luôn á anh. Hả? Anh ơi, đũa nè là anh đã thọc vô trong họng anh rồi, bây giờ anh thọc vô tô canh nữa thì ai mà dám ăn nữa anh. Anh ơi, anh có thể nào ăn bớt tiếp cái miệng lại được không? Nghe cực kỳ khó chịu luôn. Gửi tài liệu in à. Ok em. Ủa em ơi, sao em không in màu mà em in trắng đen vậy? Dạ máy in mình hết màu á chị. Ủa mà sao em in hai mặt mà không in một mặt cho chị dễ coi vậy? Hôm bữa chị kêu là phải in vậy để tiết kiệm ngân sách công ty á chị. Nhưng mà tại sao em không ghim cho chị dễ coi mà em để lộn xộn vậy, sao mà chị coi? Chị không có dặn em nên em. Trời ơi em đi làm phải biết chủ động chứ sao đợi chị dặn là sao? Để em làm lại. Mập quá, chắc phải giảm cân thôi. Cái tài lúc nào cũng ly trà sữa full tấp bình mà đòi giảm cân. Lỡ mua rồi uống hết mai giảm cân tiếp. Nó này hay bắt bẻ quá. Thấy sao nói vậy vậy? Bắt bẻ người ta cho giữ vô rồi uống nước ngọt còn nhiều đường hơn nữa. Ê, mà mày ăn gì chưa? Đi ăn đồ nướng với tao không? Mới ăn xong cái đợp luôn á. Cái tật hay bắt bẻ người ta nè.